Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cảnh núi khỉ Vi Ba cho các bạn xem nha. Hai hôm nay, ba hôm nay luôn. Mưa quá trời mưa các bạn ơi. Ở Vũng Tàu mưa nó không lớn nhưng mà nó cứ lác đác nó mưa suốt, mưa dầm từ sáng tới chiều luôn. Không có làm ăn gì được hết. Ở chỗ của mình bán cũng vậy luôn. Trời mưa thì đâu có ai đi chơi, mấy chú khỉ đói bụng. Thành ra là hiện tại có hai anh chị khách du lịch ở Sài Gòn xuống chơi, sẵn ghé ngang mua chuối với lại lạc đậu phộng đó các bạn. Cho mấy anh ăn, mấy anh bu xuống quá trời đông luôn. Đông hơn sức tưởng tượng bình thường. Vì nó đói bụng qua nay nữa, ít người cho nó ăn, thành ra là nó đói bụng. Giờ có người cho nó ăn, cái nó bu lại đông quá trời đông luôn. Quân số khỉ ở đây trên 7-80 con, gần có 100 con. Nhưng nếu mà không có người lên cho ăn là nó đói bụng lắm. Và khi mà có người lên cho ăn thì nó xúm lại như vậy đó. Bình thường thì người ta cho nó ăn lác đác thì nó không có xúm lại như vậy. Bữa nay mưa bão à, trời vẫn đang mưa luôn các bạn. Nhìn thấy mấy anh ăn cũng tội nghiệp quá. Thấy nó xuống đông á, người cho nó ăn rồi. Cho nên là mình quay lại cho các bạn xem cảnh núi khỉ Vi Ba mùa mưa bão là như vậy đó các bạn. Giật
Mưa quá các bạn ơi, mưa quá trời luôn, đang đứng ngoài mưa quay cho các bạn xem nha, mình mới ướt nhem hết rồi đó. Này mưa hoài là nó đâu có ai lên cho ăn hả chú?